Vâng, em xin chào cô bác và anh chị nha. Hôm nay em xin được giới thiệu đến với cô bác và anh chị một lô đất vườn khá là rẻ luôn. Và đất của mình đây gắn liền với cái ao này nha các bác. Và con đường này là con đường đi riêng của mình. Con đường khoảng 3,5m tới 4m. Và nguyên cái phần bắp đây là của mình này. Đó, lên tới trên đỉnh luôn nha các bác. Trên đỉnh nữa chạy sâu khoảng 20m nữa. Đấy, hiện tại là đang được trồng cà phê con này. Phía dọc đường mình đây là có những cái cây xoan. Đó, nó mọc dọc đường rất là mát, rất là đẹp luôn. Và mọc trên đất của mình nhá, và cái ao của mình luôn. Hiện tại đất người ta đang trồng là bắp này. Một nửa đất thì đang trồng bắp và một nửa đất hiện tại là đang được trồng cà phê xen với bơ nha các bác. Đang được thu chính luôn rồi. Có khoảng 1 héc này thì người ta đang trồng cà phê con thôi. Đường này thì ô tô vào tận nơi nha các bác. Với chiều dài của mặt đường mình đây là khoảng gần 200m nha. Khoảng 180 đến 190 nha các bác. Đó. Chạy sâu vào trong thì mình có nhà phía bên trong này nha. Và chạy hết đến phần bãi đất trắng ngay trên đồi kia luôn. Là đất của mình. Đó, đất của mình rất là rộng luôn. Với diện tích là 5 héc nha. Và sổ sách của mình hiện tại là đã có 4 héc rồi. Phần trước nhà đây thì mình có cái suối và cái ao này. Mình có thể cải tạo lại làm ra một cái suối đẹp luôn nha. Và chủ đất đang đưa ra cái giá là 1,5 tỷ một héc nha các bác. Đó. Có thương lượng ra lộc nha các bác. Các bác quan tâm đến mảnh này liên hệ qua cho em. Em dẫn vào xem đất và gặp trực tiếp chủ đất để mình trao đổi nha. Do là hôm nay em có một anh khách ở dưới Sài Gòn nên xem đất. Vậy nên em chỉ quay được sơ bộ như thế này cho các bác xem thôi nha. Các bác xem và tham khảo và thông cảm cho em nha. Anh đây thì đang có ý định đầu tư lâu dài và đã mua của em được một lô 3 héc rồi và đang có ý định mua nữa. Về phía hàng bắp xanh này cũng là đất của mình nha các bác. Đó. Và giáp với phần đất đang trồng bắp của mình đây thì có suối luôn nha các bác. Suối chảy rất là nhiều nước luôn. Và đây là nhà của mình này. Đó, nhà cửa điện nước đầy đủ luôn nha các bác. Nguồn nước thì dồi dào rồi nên các bác không phải lo về mùa khô đâu. Từ phía đất của mình đây thì chạy ra tới đường bê tông chỉ khoảng 600-700m nha các bác. Còn ra tới phần trung tâm thì khoảng 3 cây số nha. Đường ô tô vào tận nơi đất của mình luôn. Đó. Thì đây là hình dáng đất của mình nha. Đấy, diện tích là 5 héc. Thì 4 héc là đã có sổ rồi. Sổ là cây nâu năm nha các bác. Nên về phần thổ cư thì lên được thoải mái nha. Đó, các bác quan tâm đến mảnh này liên hệ qua cho em số điện thoại 0379590939 nha. Với giá là 150 triệu trên 1.000m2 nha. Là 1,5 tỷ trên 1 héc nha các bác. Đất của mình thuộc xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha. Các bác cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút like để ủng hộ và theo dõi em mỗi ngày nha. Em cảm ơn các bác đã theo dõi.